Tiếp nối chương trình Đồng Nai ngày mới sáng nay kính mời quý khán giả theo dõi bản tin thế giới đa chiều trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai với những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị thượng đỉnh ASEAN cộng 3 lần thứ 27 đặt trọng tâm vào hợp tác kinh tế. Tổng thống Ukraine đến Anh tiếp tục chuyến thăm châu Âu kêu gọi sự ủng hộ cho Kiev. Thưa quý vị, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 tại Viên Chăn, Lào. Hôm qua đã diễn ra hội nghị thượng đỉnh ASEAN cộng 3 gồm Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc lần thứ 27, Trọng tâm hội nghị là hợp tác kinh tế và tình hình Biển Đông. Dự hội nghị có lãnh đạo và đại diện 10 quốc gia thành viên ASEAN cùng Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Tân Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba và Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với ASEAN để thúc đẩy thịnh vượng cho khu vực. Tăng cường phối hợp và đồng bộ hóa thị trường là một hướng quan trọng cho sự hợp tác tiếp theo của chúng ta, Tôi tin rằng sự hội nhập và kết nối chặt chẽ của hai thị trường lớn là Trung Quốc và ASEAN chắc chắn sẽ dẫn đến quy mô kinh tế đáng kể và hiệu ứng lan tỏa hơn. Đây là lần đầu tiên tân thủ tướng Nhật Bản dự hội nghị ASEAN trên cương vị mới khi ông mới nhậm chức được 10 ngày. Ông cam kết sẽ tăng cường hợp tác kỹ thuật số, kinh tế và an ninh. Chúng ta đang làm việc để tăng cường an ninh hàng hải, chúng ta cũng đang làm việc để tăng cường an ninh kinh tế, gồm tăng cường nguồn cung ứng thông qua phát triển nhân lực và hỗ trợ tài chính. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc cam kết sẽ tăng gấp đôi quỹ hợp tác với ASEAN lên 48 triệu đô la Mỹ vào năm 2027 cho các dự án quan trọng. Hàn Quốc và ASEAN sẽ viết nên chương mới cho lịch sử chung. Dịp này, các lãnh đạo ASEAN đã kêu gọi các bên liên quan kiềm chế trong vấn đề Biển Đông. Đề cập đến Biển Đông, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã thúc giục các nhà lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc khẩn trương đẩy nhanh đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC, đồng thời cáo buộc Bắc Kinh quấy rối và đe dọa phát biểu trước các nhà lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Tổng thống Macốt cho rằng cần phải đạt được tiến bộ thực chất và tất cả các bên phải thực sự cởi mở để quản lý nghiêm túc những khác biệt và giảm căng thẳng. Cần phải đẩy nhanh hơn nữa tốc độ đàm phán về bộ quy tắc ứng xử giữa ASEAN và Trung Quốc. Thật đáng tiếc khi tình hình chung ở Biển Đông vẫn căng thẳng và không thay đổi. Chúng tôi tiếp tục bị quấy rối và đe dọa. Ý tưởng về một bộ quy tắc hàng hải lần đầu tiên được Trung Quốc và ASEAN thống nhất vào năm 2002 nhưng tiến trình chính thức để xây dựng bộ quy tắc này phải đến năm 2017 mới bắt đầu. Kể từ đó, tiến độ rất chậm với nhiều năm dành để thảo luận về khuôn khổ và phương thức đàm phán cùng các hướng dẫn được ban hành. Tổng thống Mike bày tỏ sự thất vọng khi các bên liên quan không thể đồng ý về nhiều vấn đề, đồng thời nói thêm rằng định nghĩa về một khái niệm cơ bản như tự kiềm chế vẫn chưa nhận được sự đồng thuận. Khi được hỏi về phát biểu này trong cuộc họp báo thường kỳ hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, Trung Quốc cam kết thúc đẩy tham vấn về bộ quy tắc và luôn nhấn mạnh giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại và tham vấn. Tuy nhiên báo tuyên bố, đồng thời Trung Quốc kiên quyết phản đối mọi hành vi xâm phạm và khiêu khích, kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cũng như các quyền và lợi ích hàng hải của mình. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến London để hội đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thư ký của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte. Chuyến thăm nhằm tạo động lực cho Kiev sau hội nghị thượng đỉnh hòa bình cho Ukraine bị hủy vào thời điểm khó khăn trong cuộc chiến với Nga. Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Stammer đều cho rằng cuộc chiến với Nga ở thời điểm quan trọng và nhà lãnh đạo Ukraine rất muốn phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa và các hỗ trợ khác để cố gắng thay đổi tình thế hiện tại trên chiến trường. Tổng thống Zelensky có kế hoạch trình bày một kế hoạch chiến thắng với các đồng minh tại hội nghị thượng đỉnh hòa bình cho Ukraine tại Đức trong tuần này, nhưng sự kiện đã bị hoãn lại sau khi tổng thống Mỹ Joe Biden hủy chuyến thăm Đức để tập trung ứng phó với cơn bão Newton. Tiếp tổng thống Zelensky tại phố Cronin, Thủ tướng Stammer tuyên bố: "Điều rất quan trọng là chúng ta có thể thể hiện cam kết liên tục hỗ trợ Ukraine và đây là cơ hội để xem xét kế hoạch để nói chuyện chi tiết hơn." tân Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng đã gặp Thủ tướng Stammer và Tổng thống Zelensky để thể hiện sự ủng hộ với Kiev. Tổng thống Ukraine đang công du châu Âu để gặp các đồng minh này. Ông đã thăm Croatia vào thứ Tư và sẽ gặp Giáo hoàng Francis vào thứ Sáu. Các nhà tài trợ vũ khí cho Ukraine đã lên kế hoạch họp tại căn cứ không quân Ramstein cho cuộc họp cấp cao nhất của họ bên lề chuyến thăm Đức của Tổng thống Biden, nhưng chuyến thăm đã bị hủy. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm qua cho biết, cuộc họp của đại diện 5 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân theo định dạng N5 sẽ sớm được tổ chức bên lề cuộc họp của Ủy ban 1 ở New York, Mỹ. Ông Ryabkov nói rằng, bên lề phiên họp của Ủy ban 1 ở New York, cuộc tiếp xúc như vậy sẽ diễn ra. Ở đó chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết và cụ thể hơn về các kế hoạch phối hợp của Trung Quốc trong N5. Thứ trưởng Ryabkov còn nhấn mạnh, chúng tôi chúc Trung Quốc thành công vào thời điểm khó khăn này. Tuy nhiên họ có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ của chúng tôi và chúng tôi hy vọng ba nước phương Tây tham gia theo hình thức này sẽ hành xử ít nhất mang tính xây dựng hơn. N5 là hiệp hội không chính thức các nước sở hữu vũ khí hạt nhân, bao gồm Nga, Trung Quốc, Anh, Mỹ và Pháp. Năm 2023-2024, Nga đóng vai trò điều phối thể thức này, sau đó cương vị được chuyển giao cho Trung Quốc. Theo trang tin Global Eye, Iran đã bắt đầu thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-400 tại căn cứ không quân Khatam al Anbiya ở tỉnh miền Bắc Xe Nam, sau khi được Nga chuyển giao cho hệ thống này hôm 5 tháng 10. Vụ thử nghiệm của Iran được dự báo sẽ làm phương Tây lo ngại vì đây là hành động tăng cường năng lực phòng thủ trong bối cảnh tình hình an ninh ở Trung Đông ngày càng xấu đi, S-400 là một trong những hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến nhất thế giới, có khả năng tấn công hiệu quả các mục tiêu trên không ở khoảng cách lên đến 400 km và tên lửa đạn đạo ở khoảng cách 60 km. Việc chuyển giao một hệ thống như vậy có thể thay đổi đáng kể cán cân quyền lực trong khu vực. Iran đang phải đối mặt với các mối đe dọa tấn công quân sự từ Israel và Mỹ, khi là bên hậu thuẫn cho phong trào Hezbollah ở Liban vốn đang leo thang xung đột với Israel. Iran đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng bảo vệ lợi ích quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, việc đưa S-400 vào sử dụng sẽ là một yếu tố răng đe trong khu vực và bảo vệ không phận Iran khi các cuộc không kích của Israel nhằm vào các mục tiêu của Iran ở Syria đang gia tăng. Trong bối cảnh nước Mỹ tiếp tục hứng chịu cơn bão minh đổ bộ vào Florida hôm qua, Tổng thống Joe Biden đã chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump lan truyền thông tin sai lệch về công tác khắc phục bão Hylin cách đây hai tuần. Từ Nhà Trắng, Tổng thống Biden tuyên bố vài tuần qua đã có sự liều lĩnh vô trách nhiệm và không ngừng phát tán thông tin sai lệch và dối trá làm mọi người lo lắng việc này đang làm suy yếu niềm tin vào công tác cứu hộ và khắc phục sau bão đã và sẽ tiếp tục được thực hiện cũng như gây hại cho những người cần giúp đỡ nhất hành vi này không thể chấp nhận cựu tổng thống trump đang đi đầu với những hành vi đó ông ấy khẳng định rằng tài sản bị tịch thu điều đó không đúng hai tuần trước bão helin tấn công các bang florida georgia bắc carolina nam carolina và virginia khiến 215 người thiệt mạng và nhiều nhà cửa bị cuốn trôi. Chính quyền Mỹ đang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả cơn bão này, song song đó lại phải chống đỡ với cơn bão Minh Tân. Viện Hàn Lâm Thụy Điển hôm qua đã xướng tên nữ nhà văn Hàn Quốc Han Kang là chủ nhân của giải Nobel văn học 2024 với những án văn xuôi giàu chất thơ sâu lắng của bà khi đối diện với những vết thương lịch sử và phơi bày sự mong manh của kiếp người. Han Kang được độc giả Việt Nam biết đến qua các tác phẩm Người ăn chay, trắng bản chất của người. Với chiến thắng giải Nobel văn học năm 2024, nữ văn sĩ này sẽ nhận được 11 triệu crow Thụy Điển, tương đương khoảng 1 triệu đô la Mỹ. Lễ trao giải được tổ chức vào ngày 10 tháng 12 tại thủ đô Oslo, Na Uy. Nobel văn học là giải thưởng thứ tư được công bố trong mùa Nobel năm nay và là giải Nobel văn học thứ 117 kể từ năm 1901. Năm ngoái, giải được trao cho nhà văn, nhà biên kịch người Na Uy John Frosty với những sáng tác văn xuôi và kịch đầy sáng tạo. Hơn một nửa sinh viên Singapore tốt nghiệp năm ngoái đã tham gia nhiều kỳ thực tập trong suốt quá trình học đại học. Dù chỉ cần một kỳ thực tập để lấy bằng, họ phải làm như vậy là để lấy kinh nghiệm và nổi bật trong thị trường việc làm ngày càng cạnh tranh. Justin Teo, sinh viên khoa học máy tính năm thứ ba, đang tham gia kỳ thực tập thứ hai. Lần này là chương trình tự chọn vừa học vừa làm kéo dài 20 tuần, được thiết kế để kết hợp việc học trên lớp với kinh nghiệm thực tế. Tôi nghĩ rằng chương trình tự chọn vừa học vừa làm cho phép sinh viên tiếp tục theo đuổi mục tiêu tốt nghiệp trong khi vẫn phát triển chuyên môn. Và theo tôi, các kỳ thực tập trải nghiệm thực tế đã thực sự nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề của tôi và cũng cho phép tôi thích nghi với những thách thức thực tế. Đây là điều tôi thích ở kỹ thuật phần mềm. Nhiều bạn bè của Justin cũng đang tham gia nhiều kỳ thực tập trong quá trình học. Họ tin rằng điều này là do thị trường việc làm đang trở nên cạnh tranh hơn và sinh viên muốn có nhiều kinh nghiệm làm việc trước khi tốt nghiệp. Giám đốc điều hành Neil Kandewar của công ty tư vấn tuyển dụng Mintrain Pay cho biết: Sinh viên trẻ ngày nay có tính tò mò hơn nhiều so với thế hệ chúng ta, họ rất thích thử nghiệm, muốn xem công việc nào thực sự phù hợp và cũng có nhiều công việc mới để tìm hiểu thích nghi, bạn muốn ra ngoài và trải nghiệm, chỉ khi đó bạn mới biết rằng đây thực sự là điều mình muốn làm. Ông Kandewar cho rằng cần phải có kế hoạch phù hợp để thực tập có giá trị, với những sinh viên không chắc chắn về sở thích nghề nghiệp, các kỳ thực tập liên chức năng có thể có lợi nhưng với những người biết mình muốn theo đuổi điều gì, tập trung vào công việc cụ thể đó sẽ có lợi hơn. Tuy nhiên chuyên gia hướng nghiệp Corinon lưu ý rằng Ngoài kinh nghiệm thực tập, các nhà tuyển dụng cũng tìm kiếm những cá nhân toàn diện. Điều rất quan trọng là sinh viên thực tập phải xem xét sự phát triển toàn diện của bản thân thông qua các hoạt động trong đời sống sinh viên và không chỉ tham gia thực tập cũng như điểm số. Nếu họ xem xét các kỳ thực tập thì điều rất quan trọng là phải xem xét chất lượng của các kỳ thực tập chứ không phải chỉ là số lượng chuyên gia này nhấn mạnh rằng các hoạt động ngoại khóa và lãnh đạo giúp xây dựng các kỹ năng mềm và phẩm chất lãnh đạo quan trọng đối với người sử dụng lao động